Xin chào các bạn. Sắp trung thu rồi thì bạn đã có quà tặng người yêu chưa? Nếu chưa thì các bạn nên xem video này. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một trái tim đèn led lập trình và nó rất là đẹp, rất là nhiều hiệu ứng như thế này. Mình hy vọng với cái sản phẩm này của mình thì sẽ làm bạn hài lòng. Cũng khá dễ là để làm một cái sản phẩm như này. Thì các bạn có thể xem video đến cuối video, thì video này mình sẽ nói hết sức là ngắn gọn thôi. Còn cái phần làm thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Cái trái tim này chúng ta sẽ vẽ ra giấy hoặc là bằng gỗ các bạn nhé. Thì đấy, như kích thước mình có ghi trên kia là cái hai cái đường tròn là 5cm và cái đường cao là 13-14cm. Và chúng ta sẽ dùng tăm nhọn, tăm cái loại mà bằng tăm nhọn các bạn nhé. Nó dài. Và đây là tăm loại 1,8mm và dùng keo 502 để gắn. Ok. Đấy, các bạn sẽ gắn từng mảng một thế này. Gắn xong thì chúng ta sẽ dùng kéo và chúng ta sẽ cắt bỏ đi cái phần thừa. Cũng khá đơn giản thôi. Kéo thì các bạn nên dùng kéo sắt các bạn nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng khoan. Khoan thì mình sẽ dùng mũi 5 ly các bạn nhé. Vì cái đèn mình sẽ dùng là đèn nó cái bóng nó sẽ là bóng 5 ly, nên là chúng ta sẽ dùng cái mũi khoan 5 ly. Khoan 32 bóng các bạn nhé. Cái này có hai kiểu, các bạn có thể dùng đèn led này cũng được. Còn trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm led lập trình. Led lập trình này thì sẽ khó hơn. Còn nếu mà bạn nào mà chưa quen, không biết hàn các mối nối thì bạn sẽ dùng cái đèn led kia như những video khác của mình. Ở cái này, đèn này là có 4 chân các bạn nhé. Thì sẽ có một chân dài nhất, đó là chân âm trung. Thì còn ba cái chân còn lại thì chúng ta sẽ nối theo đúng cái sắp xếp thứ tự của cái chân, vị trí chân các bạn nhé. Và dùng mỏ hàn lại. Giống như kiểu các bạn xếp hàng ấy, thì tay ở vị trí nào thì chúng ta sẽ nối vào vị trí đó, cái trừ cái chân âm trung các bạn nhé, cái chân dài nhất ấy, thì chúng ta sẽ không nối với nhau, còn lại chúng ta sẽ mắc nối song song các bóng với nhau. Cái này đèn thì sẽ sử dụng nguồn điện từ 3 đến 5V các bạn nhé. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ kết nối với cái mạch như này. Cụ thể cái phần này thì mình sẽ làm một video riêng để hướng dẫn các bạn, vì trong video này ngắn thì mình không thể nói hết được. Thì các bạn có thể xem trước video này, và video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cụ thể hơn. Tiếp đó thì chúng ta sẽ dùng cho cái dây sạc này đi ra. Bạn nào mà chưa làm được kiểu lập trình này thì các bạn có thể dùng cái led ngẫy mình có hướng dẫn đấy, cái led mà treo cành quất cành đào đấy, led nháy đấy, thì chúng ta làm nó cũng tương tự thôi nhá các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ làm phần viền. Phần viền này thì là chúng ta sẽ thừa hơn so với ở cái hai cái mép thì là 0,5 đến 1cm các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ dán tăm. Các bạn dán ít một thôi, sao uốn cong cho một chút cho nó cái phần keo nó bám chặt vào cái phần thành. Đó, mà chúng ta sẽ gắn thật chặt lại. Tiếp tục thì chúng ta sẽ trang trí cái phần trên trái tim. Cái này thì rất là nhiều kiểu, nhưng mà mình có thể gợi ý các bạn một số kiểu như này. Đấy, các bạn có thể xem. Mình cũng chia sẻ qua, bạn nào mà cần mua bộ nguyên liệu làm trái tim này thì có thể xem dưới phần mô tả. Mình có bán cả bộ led đã lập trình sẵn như trong video về các bạn đấu nối như mình hướng dẫn, và cả bộ nguyên liệu làm trái tim này thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả trên video. Đó, tiếp tục chúng ta quay lại với video. Thì phần viền này thì chúng ta sẽ trang trí nó bằng cái màu. Mình đây mình lấy cái bút màu đỏ, các bạn có thể làm màu khác cũng được. Đó. Tiếp tục thì đây là phần đế. Phần đế thì mình sẽ dùng hai cái đường tròn. Hai cái đường tròn là 8cm, đường kính là 8, bán kính là 8cm. Và chúng ta sẽ cắt đây, đổ keo lại cho nó dính chặt. Được hai miếng như thế này thì chúng ta, đây là hai, một mặt trên và một đáy và mặt đế các bạn nhé. Các bạn không làm bằng tăm có thể làm cái khác cũng được, còn phần viền thì chúng ta nên làm bằng tăm. Đó,
cũng làm tương tự như cái chỗ đoạn dán trái tim các bạn nhé. Chúng ta sẽ dán kín, cái này dán kín thôi. Và trên thì ta sẽ dùng thảm, đây là thảm cỏ mô hình các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ dán lên bằng keo 52 và sẽ cắt lại. Tiếp tục là mình sẽ dùng cái bốn cái đường tròn này làm hai cái khối trụ tròn để mình cố định cái trái tim. Trái tim này thì bạn nào có thể, các bạn có thể gắn trực tiếp lên trên cái nền cũng cái đế cũng được, hoặc là như mình thì mình sẽ không gắn trực tiếp mà mình sẽ để đặt vào là sẽ đứng như này. Còn bạn nào cần thì muốn chắc chắn thì dính keo lại. Còn đây là phần trang trí thôi, đó nó cũng khá đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn rất là nhanh, hy vọng các bạn xem hết video của mình mà không tua, vì video mình đã làm rất là nhanh rồi. Thì bạn nào mà thấy nhanh quá thì mình có thể để chế độ xem, cài đặt chế độ tốc độ chạy chỉ 1/2 thôi thì các bạn xem chậm hơn. Đó, rất đơn giản thôi. Hy vọng video này sẽ giúp bạn làm được một trái tim thật đẹp như này. Và đây là video nó có rất là nhiều hiệu ứng của cái đèn như này. Nếu bạn có ý kiến gì đóng góp, ví dụ như là mình làm video có cái vấn đề nào mà nó chưa tốt thì các bạn có thể để lại dưới bình luận. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Đấy, hy vọng các bạn sẽ tự tay làm được một món quà Trung Thu thật tuyệt vời. Chúc các bạn thành công.